Vấn đề tách thửa, hợp thửa cũng như quy định diện tích tối thiểu được tách thửa lâu nay luôn là vấn đề được nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Quy định hiện hành liên quan đến vấn đề này ít nhiều cũng có sự thay đổi theo hướng tích cực so với trước đây. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy vẫn còn khó khăn vướng mắc nhất định trong quá trình triển khai thực hiện. Đây là nội dung được nêu ra tại hội nghị phản biện xã hội dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm qua. Nhiều ý kiến cho rằng quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trong dự thảo chưa phù hợp với thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 1 của điều 3 là các thửa đất trước và sau khi tách thửa đều phải tiếp giáp với đường giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Thế nào là tiếp giáp? Có nhiều khi là trực tiếp là tiếp giáp, có nhiều khi là lăn quanh đi qua nhiều con đường rồi mới đến cái con đường. Vậy tiếp giáp như thế nào? Trên miễn có lối đi ra đường công cộng là được rồi. Bởi vì trong thực tế đó, khi chúng ta tách thửa thực hiện cái quyết định 60 đó, rất nhiều các vụ tranh chấp là có cái thửa đất đó nó bị bao quanh bởi cái thửa khác, người dân không đi ra được, người ta phải leo rào đi ra, mà thực tế là có, mà nó sinh ra cái phát sinh ra tranh chấp. Đối với điều kiện cũng như diện tích tối thiểu tách thửa, nhiều ý kiến cho rằng cần tập trung làm rõ nhiều điều, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý đất đai của nhà nước phù hợp với sự phát triển của thành phố. Chúng tôi đề nghị bổ sung là phải đảm bảo diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định này, phải thực hiện đồng thời với việc hợp thửa đất liền kề, nhưng vẫn phải đảm bảo cái diện tích tối thiểu thì mới đúng theo những cái tinh thần của cái quyết định xây dựng ngoại thành. Thì chúng ta quy định diện tích tới 80 mét vuông thì tôi cho rằng chỗ này nên nghiên cứu thêm. Bởi vì ở nông thôn gia đình người ta có nhiều con, thì nếu mà với cái quy định này thì chắc chắn rằng là các con của người ta sẽ khó có điều kiện ở để mà có được một chỗ ở. Hiện nay cái quy hoạch chi tiết 1/500 á là đã dành cho dự án phường thôi, chứ còn quy hoạch mà 1/500 mà gọi là đại trà thì chưa có phê duyệt. Vì vậy thì đối với một cái huyện ngoại thành và cái phần đất mà dân cư xây dựng mới hiện nay á còn rất là nhiều, và những người dân sinh sống trong cái khu vực này thực sự rất là có nhu cầu cấp thiết về vấn đề tách thửa. Vì vậy thì để tách thửa trong khu vực dân cư xây dựng mới này mà đòi hỏi quy hoạch chi tiết 1/500 thì rất là khó và không có khả thi luôn. Do đó thì tôi đề nghị đó là chúng ta cần sửa lại điều kiện tách thửa đối với lại yêu cầu cần quy hoạch chi tiết 1/500 để chúng ta tách thửa đất ở và có thể xem xét, chúng ta đối chiếu lại có thể xem xét giữ nguyên cái điều kiện yêu cầu quy hoạch 1/2000 để tách thửa theo quyết định số 60. Nhiều nội dung khác liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng được quan tâm góp ý. Đại diện đơn vị chủ trì hội nghị cho biết sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp cũng như phản biện, qua đó điều chỉnh sửa đổi bổ sung phù hợp nhằm hoàn thiện dự thảo trước khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định chính thức thay thế cho quyết định hiện hành.